Chó cắn người, trách nhiệm của chủ nuôi ra sao? Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng nếu chó cắn người thì chủ nuôi phải chịu trách nhiệm gì? Từ thông tin việc chó Pitbull tấn công chủ cắn người trong quán cà phê ở Long An, nhiều bạn đọc thắc mắc rằng việc dẫn chó đi ra ngoài mà chó cắn người thì người chủ nuôi sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai phân tích, về phạt hành chính thì điều 7 của Nghị định 90-2017 có quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc là không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa ra nơi công cộng. Về dân sự thì theo điều luật 603 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về việc bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Cụ thể là chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác, người chiếm hữu sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại. Nếu là người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu sử dụng trái pháp luật phải bồi thường. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu sử dụng xúc vật có lỗi trong việc để xúc vật bị chiếm hữu sử dụng trái luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Trường hợp xúc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu xúc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Về hình sự, tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2017, quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Theo đó, thì người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Thứ nhất, Thứ hai là gây thương tích hoặc là tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% trở lên. Thứ ba là gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Thứ tư là gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, trong trường hợp mà chủ nuôi chó dẫn chó ra nơi công cộng không thực hiện các quy định như là không đeo dọa mõm, làm chó thì có thể bị phạt hành chính bồi thường thiệt hại cho gia đình người chết hoặc là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thông tin đã đưa thì khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, anh Hát 37 tuổi, ngụ ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, dẫn con chó pitbull nặng hơn 60 kg nuôi trong nhà đi đến ấp 4 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa uống cà phê. Lúc này thì có một thanh niên ngồi chung bàn để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì người thanh niên bất ngờ bị con chó pitbull phóng tới tấn công, quật ngã xuống nền gạch rồi cắn nhiều vết trên cơ thể. Nạn nhân bị chấn thương nặng, máu chảy rất nhiều và đã tại chỗ. Với phong trào hưởng ứng cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thì vào ngày 21 tháng 5, đội biên phòng Chí Linh phối hợp với Hội Phụ nữ, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 10 cùng với Đoàn Thanh niên phường 10 thành phố Vũng Tàu đã đi thăm và tặng quà cho gia đình hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Liên sinh năm 1938, trú tại uh, Nguyễn Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, có một ngôi nhà tôn cấp 4, không có đất sản xuất và không có nước ngọt để sinh hoạt. Bà Liên có chồng bị cụt chân, lớn tuổi, sức khỏe yếu, không lao động được. Con trai bị bệnh đau, không có khả năng lao động nên kinh tế gia đình chủ yếu chỉ phụ thuộc vào việc đi lượm ve chai của bà Liên để kiếm sống qua ngày. Điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Tại buổi lễ, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà là nhu yếu phẩm và vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày như gạo, mì chính, dầu ăn, đường, nước mắm, nước tương, bột ngọt, bột nêm, bột ngũ cốc, quạt điện và 500.000 đồng. Đặc biệt, đồn biên phòng Chí Linh đã vận động hộ gia đình ở gần đó để kéo đường nước ngọt sinh hoạt, tặng bồn chứa nước để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày với tổng giá trị các phần quà và kinh phí hỗ trợ là 5 triệu 700 000 đồng. Ngoài ra, đồn biên phòng Chí Linh sẽ hỗ trợ thanh toán tiền nước tiêu dùng hàng tháng cho gia đình bà Liên. Ngay sau buổi lễ, quân y của đồn biên phòng Chí Linh đã tiến hành khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình bà Liên. Những việc làm cụ thể thiết thực trên đã thể hiện trách nhiệm, tình đoàn kết quân dân, ý thức chia sẻ khó khăn với nhân dân khu vực biên giới của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Thông qua đó góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo,

Mít có qua trái quanh năm, vị thơm ngon rất lạ, múi to, nhiều thịt hạt lép, màu vàng, rất đẹp. Từ khi trồng đến nay thì một lão nông ở Bến Tre không hề bón bất kỳ một loại phân vô cơ hay là hữu cơ nào. Thế nhưng mỗi cây thì cho từ 200 cho đến 300 trái. Và đó chính là cây mít của ông Nguyễn Văn Sồi, ngụ tại ấp Phụng Đức của xã Phú Phụng, huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và ông Sồi cũng cho biết đây là giống mít bản xứ mang tên là Tố Tân. Và cây mít này do một người bạn đem tặng cách đây khoảng 25 năm. Mít có trái quanh năm, vị thơm ngon rất lạ, múi to, nhiều thịt hạt lép, màu vàng nghệ rất là đẹp. Từ khi trồng đến nay thì ông không hề bón bất kỳ một loại phân vô cơ hữu cơ nào. Nhưng mà mỗi năm thì cây cho đến từ 200 cho đến 300 trái. Loại mít này từ lúc ra hoa đến lúc chín cây đúng khoảng 100 ngày, bất kể thời tiết nắng mưa. Mỗi trái có trọng lượng từ 2 cho đến 2,2 kg khi chín và nằm sát vách nhau, tỏa ra mùi thơm rất lạ. Vâng, thấy lạ thì ông đã thử nghiệm chiết nhánh bằng nhiều phương pháp để nhân rộng nhưng không thành công. Vì vậy hiện nay ông sồi chỉ có một cây mít lạ duy nhất trong khu vườn 10.000 10 m2. Hàng năm khi mít chín ông chỉ biếu không hàng xóm thưởng thức mà không bán nên hiện chưa xác định được giá bán. Thưa quý vị và các bạn, từ hàng chục năm nay tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thì có một khu rừng cây lá buông gần 500 ha được thiên nhiên ban tặng. Và đây cũng chính là rừng buông hiếm hoi ở Việt Nam và rừng buông này thì đã gắn liền với việc mưu sinh của đồng bào dân tộc thiểu số Tây đây để mà sản xuất ra các mặt hàng thủ công mỹ nghệ rừng cây lá buông trải dài từ xã Khánh Bình đến xã Khánh Hiệp của huyện Khánh Vĩnh, nơi có mật độ buông dày nhất là hai thôn Hòn Lay và Ba Cẳng. Những cây buông luôn đâm lá quanh năm, phủ xanh nhiều ngọn đồi, tạo một phong cảnh rất đẹp. Trong đó, có những cây cho ra búa buông gần 4 m nặng hàng chục kg. Do lá buông đạt tiêu chuẩn cho việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nên dần cây buông đã gắn bó lâu đời với đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. Hàng ngày thì người dân hai thôn trên ra từng buông để mà cắt lá, đem về phơi khô. Khi mà lá buông đổi sang màu vàng tươi là lúc mà con tất bật thu gom để đưa đi tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong tỉnh, chủ yếu tại thị xã Ninh Hòa. Nhiều người còn làm sẵn như đan biện lá, buông thành những từng lọn để giao hàng với giá cao hơn. Đối với người dân huyện miền núi nơi đây, rừng cây lá buông độc đáo và hiếm thấy do thiên nhiên ban tặng như muốn tạo điều kiện mưu sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát dần được cảnh nghèo và đây cũng được coi là khu rừng cây lá buông thiên nhiên rộng lớn và độc nhất tại việt nam